thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, công ty cổ phần TCA đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tích cực hỗ trợ giải quyết bồi thường miễn phí cho khách hàng của các công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động trên cả nước, giúp khách hàng tham gia bảo hiểm được nhận quyền lợi theo đúng điều khoản trong hợp đồng. Chồng chị Nguyễn Thị Mến ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được gần 3 năm nay. Không may, anh bị ung thư gan phải phẫu thuật. Sau đó, bệnh đã di căn. Gia đình chị liên báo cho tư vấn viên bảo hiểm để hỗ trợ gia đình giải quyết bồi thường theo quy định. Tuy nhiên, gần 7 tháng vẫn không hoàn thiện được thủ tục hồ sơ, chưa được hưởng quyền lợi đúng như cam kết. Gia đình chị có ý định dừng, không tham gia tiếp hợp đồng bảo hiểm. Rất may lúc đó, được người thân giới thiệu, chị Mến đã tìm gặp nhân viên của Trung tâm Hỗ trợ Bồi thường Bảo hiểm của công ty cổ phần TCA. Mỗi một năm là em đóng suýt soát gần 13 triệu. Người dẫn cho em ký hợp đồng ý thì không giúp đỡ em. Làm giấy tờ thì cứ khó khăn quá. Thì em đi ra viện người ta cũng không lấy được cho, thế là người ta cứ bảo bên bảo hiểm. May quá đây là em gặp chị Giang, anh là tư vấn của TCA. Thì chị giúp đỡ gia đình em là lấy được quyền lợi được 590 triệu. Những trường hợp tham gia bảo hiểm nhân thọ nhưng gặp vướng mắc trong khi giải quyết thủ tục để hưởng quyền lợi như chị Mến không phải là ít. Chúng tôi là người dân mua bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi, thì lo cái sự rủi ro. Tháng 3 năm 2023 thì anh ấy bị tai nạn lật xe. Không nắm rõ hợp đồng thì tôi nhờ công ty hỗ trợ cho tôi lấy được số tiền 850 triệu. Nhiều người dân không nắm được rõ nội dung hợp đồng, giống như trường hợp của chị Sen ấy. Cho nên có tìm đến trung tâm hỗ trợ bồi thường của chúng tôi, nhờ chúng tôi đọc lại hợp đồng. Và có những trường hợp là gặp khó khăn về vấn đề giải quyết quyền lợi thì người dân cũng đến đây để nhờ chúng tôi giúp đỡ về các thủ tục bồi thường, để đến khi nộp đến công ty bảo hiểm không phải quay lại lấy giấy tờ, thậm chí không phải gặp những cái khúc mắc liên quan đến những điều khoản hợp đồng mà nó khớp ngay từ đầu, thì cái việc mà thanh toán quyền lợi rất là nhanh chóng và thuận tiện. Đến nay, 5 trung tâm hỗ trợ bồi thường bảo hiểm của công ty cổ phần TCA khu vực Hưng Yên đóng trên địa bàn các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Văn Lâm, Văn Giang và Khoái Châu đã tư vấn hỗ trợ giải quyết bồi thường miễn phí cho 155 người là khách hàng của các công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động trên cả nước, với số tiền được chi trả là 24,5 tỷ đồng. Tôi tham gia bảo hiểm này được 4 năm rồi. Vừa rồi là con nhà tôi là nó cũng có tai nạn va chạm, cũng phải đi viện nằm viện, thì là cũng không biết là làm như thế nào và làm cách gì. Thủ tục là không biết được hưởng quyền lợi. Đến trung tâm bồi thường thì là các bạn ấy giúp đỡ hoàn thiện xong hồ sơ và trả đầy đủ quyền lợi của mình. Hiện tại Việt Nam đang có khoảng 11% dân số có bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên là những người tham gia bảo hiểm hiện nay thì đang gặp rất nhiều những khó khăn. Thứ nhất là khó khăn trong vấn đề giải quyết quyền lợi, khó khăn trong vấn đề là gì ạ? Đóng phí, đặc biệt là gì ạ? Có cái sự hỗ trợ từ tư vấn viên. Chính vì lý do đó mà TCA ra đời với hàng loạt các trung tâm hỗ trợ bồi thường. Và ở tại tỉnh Hưng Yên thì chúng tôi có tới 5 trung tâm hỗ trợ bồi thường cộng với các điểm tiếp nhận để phục vụ bà con. Và đặc biệt là với cái đội ngũ hơn 300 tư vấn viên cùng các chuyên viên tư vấn hỗ trợ, những người cộng tác viên, thì chúng tôi đã lan tỏa được cái giá trị này cho rất nhiều khách hàng, giúp đỡ khách hàng. Thứ nhất là giữ được cái hợp đồng của mình, thứ hai được nhận quyền lợi đúng đủ khi tham gia bảo hiểm. Và đặc biệt nữa, làm sao để người dân tin tưởng hơn, thật sự là khi tham gia hợp đồng bảo hiểm này nó là một cái tài sản dài hạn của khách hàng, giúp cho thị trường bảo hiểm Việt Nam càng ngày càng lành mạnh hơn. Bên cạnh việc phổ cập bồi thường bảo hiểm, giúp khách hàng hiểu rõ hợp đồng bảo hiểm và kịp thời điều chỉnh những vấn đề cần thiết, tránh rắc rối khi cần bồi thường, công ty cổ phần bảo hiểm TCA còn tư vấn thiết kế giải pháp bảo hiểm đúng, đủ, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng gia đình. Hiện công ty đang giúp cho 2.200 khách hàng được tham gia hợp đồng bảo hiểm đáp ứng các nhu cầu thiết lập quỹ chăm sóc sức khỏe, quỹ học vấn cho con, quỹ tài chính dự phòng và quỹ hưu trí an nhàn.